Phân vâng, chào tất cả mọi người và bây giờ mình sẽ nhận định phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và ở tuyển Lào. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng của AFF Suzuki Cup và sẽ được diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12. Và ở trận đấu này, Việt Nam sẽ được đánh giá là cửa trên và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì Việt Nam sẽ chấp Lào với mức kèo là 2,25, mức kèo phải tăng 2,5 và hạ xuống 2 trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy theo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định mong các bạn cho mình xin một like video sau đây kênh nhé. Thì bốn lần chạm trán đó có hai đội thì Việt Nam đều giành chiến thắng trước Lào tỷ số thấp nhất là 3-0 năm trận thi đấu gần nhất của Lào thì họ thắng một họ hai thua hai năm trận thi đấu gần nhất của Việt Nam thì Việt Nam toàn thua cả năm trận và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn là một lần nữa đi cược Việt Nam chỗ này mặc dù cái mức kèo chấp khá cao nhưng mà xét về thực lực thì Việt Nam vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Lào về mặt thứ hai nên xét về phong độ của hai hành tích ở đầu thì mặc dù là cái phong độ của Việt Nam ở thời gian này thì cũng không mấy sự tốt lắm do Việt Nam đã vòng loại thứ ba World Cup gặp toàn là những đội bóng mạnh không à cho nên là Việt Nam thất bại cũng không có gì gọi là bất ngờ cả nhưng mà ở đấu trường Đông Nam Á thì Việt Nam chưa thua bất kỳ đội bóng nào ở Đông Nam Á cả và gặp cái thủ ưa thích là Lào và thường xuyên thắng đậm thì đây là cái cơ hội để cho Việt Nam có thể là tìm kiếm lại cảm giác giành chiến thắng sau liên tiếp 5 6 7 lượt trận không biết nổi một chiến thắng nào cả. Mình dự đoán với thực lực của Việt Nam thì muốn vượt qua được Lào với cách biệt là từ 3 bàn trở lên một lần nữa không phải gọi là quá khó đâu. Cho nên là các bạn hãy đi cửa Việt Nam chấp 2,25 trong này. Và cái mức tài xỉu đấu này là ba trái ba và hai thì lần chạm trán gần nhất của hai đội thì việt nam đã thắng lào với tỷ số là ba không ở vòng bảng hai nghìn cúp năm 2018 nhưng mà ở mùa giải năm nay thì cái đội hình của việt nam cũng đã cải thiện rất là đáng kể rồi với lại là việt nam cũng đang khác chiến thắng và khác bàn thắng dữ lắm mình đi đón trận đấu này việt nam sẽ thắng lào từ ba không bốn không có thể là năm không nhưng mà cho việt nam cho nên quan hệ ưu tiên đá cửa tài trong này và mức hiệp một với mức kèo một trái và chấp một trái và tỷ số là một hai cũng khá là kỳ nhưng mà với Việt Nam thì thắng càng sớm càng tốt và dự đoán Việt Nam hiệp 1 sẽ thắng Lào với tỷ số là 2-0 cho nên các bạn hãy là ưu tiên đá của Việt Nam hiệp 1 và các bạn đá tài 1.25 và tóm lại cho đó khuyên các bạn chọn Việt Nam đá tài hiệp 1 cũng vậy ưu tiên đá Việt Nam hiệp 1 và đá tài hiệp 1 và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé